Tôi không xem đây là lời khen đâu. Vì tôi biết có một chuyện mà thằng Shin không chịu được, đó là chuyện công chúa bị người ta xem thường. Không thể ngờ được công chúa muốn đối chọi với tôi dữ như vậy. Công chúa cũng có tay mà. Tôi xin đi thay quần áo đây. Cô mới đi đâu vậy? Cậu đừng có hỏi giống như chủ nhân của tôi vậy. Cậu đó không làm nên được chuyện gì, chỉ biết làm theo mệnh lệnh, chỉ biết đi theo sau lưng người ta thôi. Cô nói tôi đi theo sau người ta hả? Đúng, vì cậu chưa từng làm gì vì tôi như đã nói một lần nào hết. Thì thay vô cũng không được vui. Nếu như công chúa cứ tỏ ra lạnh lùng như vậy, tôi với danh nghĩa là bạn của Thi Thay Vô, tôi thấy được sự khó xử của anh ta. Vậy còn sự khó xử của tôi? Hay là tiếng nói của người có quyền thế như tôi? Không có sức mạnh nào có thể làm dừng lại hành động xấu xa của Thi Thay Vô được. Ta không muốn nói gì với hắn ta nữa đâu. Muốn đi đâu đó anh kia? Vào trong thôn. Nhưng đường vào thôn không phải đường này đâu. Mang ra đi. Người tới đây làm gì? Hay là muốn tới tìm đường thoát cho cô Chan An? Ông dám kháng lại ý chỉ giam lỏng? Ông cho lính của mình đi tìm đường trốn à? Cô Chan An, một người với ông đúng là xấu xa thật đó. Các người lại tới tìm lý do gì để đổ tội cho ta nữa đây hả? Còn giả giờ không biết nữa à? Tôi vừa mới bắt được lính của ông đó. Ma Gia Đinh qua kênh đập à? Muốn biết thực hư phải đợi tra hỏi đã. Ông không thoát khỏi đâu. Hắn không chịu nói gì hết. Nói mau, cô Chan A cho ngươi tới đó làm gì? Nếu như ngươi không nói, ngươi không còn mạng để theo hầu ai nữa đâu. Đi chơi. Đưa dao đây. Nói. Cô Chan An là người sai ta. Đi xem lực lượng bảo vệ có bao nhiêu người. Bà Chan An đã làm gì sai? Vậy là ngươi làm việc bí mật cho cô Chan An. Hắn là nhân chứng duy nhất để bắt tội cô Chan An. Ông ta dám mưu phản kháng lệnh, muốn làm trái lệnh giam lỏng ở nhà. Đem hắn nhốt lại trước đi. Nếu như chúng ta thả cậu ta ra,
Có thể chúng ta sẽ biết nhiều âm mưu của cha tôi hơn nữa đó. Đó giống như là thả cọp vào rừng rồi. Tội của cậu ta chỉ là nhỏ nhặt thôi. Chính người chủ mưu mới là quan trọng. Hay là để tôi nói chuyện với Ma Gia Đình cho. Đi đợi ở trước cung đi. Để tôi tiễn Ma Gia Đình. Cảm ơn cậu nhiều vì đã không nói ra tên tôi. Nói tên cô hay là nói tên ông ta, tôi đều phải chết thôi. Trời ơi, Ma Gia Đình, cậu tốt với tôi thật đó. Nhưng tôi không có tốt như vậy đâu. Đừng nói vậy nữa mà. Chỉ vậy thôi tôi đã thấy sự chân thành của cậu rồi. Thế nào? Tôi sẽ xin cậu Thi Thay Vô thả cậu ra. Để cậu về nghe ngóng tin tức của ông Cô Tranh Anh, xem tiếp theo ông ta sẽ có kế hoạch gì nữa. Cô kêu tôi đứng hai bên à? Ông ấy không dễ lừa được đâu Canh Gia Phát. Nếu ông ấy biết được thì chết cả hai luôn đó. Cậu muốn nói ra sự thật cũng được. Cứ nói cậu làm gì tôi. Tôi sẽ chấp nhận chết vì cậu. Ngài muốn gặp quốc vương Natrentharak của nước Nirasin à? Ta muốn quốc vương Narasin tới ngồi nói chuyện với ta ở đây. Nghĩ xem đi, ở Pancharat này Rajendarak muốn gặp người nào nhất? Gandhafat à? Cậu hãy tìm cách đưa tin của ta tới Narasin, nói là ta muốn bàn luận về chuyện Gandhafat, con gái duy nhất mà ta luôn yêu quý. Narasin, khoan đã. Có chuyện gì? Có chuyện thì mới nói chuyện với cậu được hay sao? Thế nào? Ghét tôi lắm có phải không? Tôi chỉ muốn cảm ơn thay cho tất cả những người dân ở Pancharat thôi. Nếu như cậu không bắt Majadin về được, chúng ta cũng sẽ không biết Alko Chanan đang có kế hoạch gì. Tôi chỉ làm theo bổn phận thôi. Vậy còn trái tim cậu thì sao? Hôm nay có cảm ơn cậu chưa? Ơi, cô Canh Gia. Ta không có kêu, cô tới làm gì? Ông Cô Tranh Anh kêu tôi tới nói, ngày mai mời cô về nhà có việc đó. Ta vẫn chưa khỏi. Ông ấy sẽ cho người tới đón. Ngươi theo hầu ta lâu rồi. Nếu như ta được cai trị, ngài nhất định sẽ được cai trị Pancharat. Nếu như không có ngày đó, chuyện mà ta lo lắng là Canh Gia Phát. Con gái phải có nơi nương tựa, có một điểm tựa thật tốt. Điểm tựa chắc chắn như người đó, Majadin. Tôi sẽ chung thủy với con gái của ngài.
Chịu thừa nhận ngươi yêu Kanjafat rồi à? Dạ, tôi yêu Kanjafat. Tốt lắm, ta rất thích. Ta cũng có lòng như tất cả những người cha khác, luôn muốn con gái mà chính tay mình nuôi nấng có một tương lai tươi sáng. Ta rất thích. À, nè, buông ra đi, cô làm gì vậy? Buông ra, buông. Không sao đâu, cho dù người ta thấy cũng không làm gì được tôi. Buông ra đi. Cậu đừng có cười nữa, mau nói có chuyện gì đi. Tôi mới biết ông ta nói gì với cậu. Ngài đã cho phép chúng ta yêu nhau rồi. Vậy có nghĩa là ông cô Chanan chấp nhận cho chúng ta kết hôn với nhau. Đúng là ngu dốt không biết gì hết. Muốn giết ta, để ta dạy cho ngươi một điều. Người phản bội không thể thoát khỏi tay ta được đâu. Chưa, vẫn chưa đến lúc. Tôi vẫn chưa hài lòng. Ông không thể chết, trừ khi lấy được hết lợi ích của ông so với tội nguyện. Ít ra thì máu xấu xa trong người của ông cũng phải được lấy để rửa sạch dương quốc đây. Làm thế nào Sidira mới chịu nói chuyện với ta đây? Năn nỉ rồi, cổ vẫn không chịu nói chuyện với ta. Nếu nhớ cái gì thì nói cho ta biết với.